nhớ rằng nếu nó cứ giờ là uống cái chì là giống cái mẹ ẹ cả cả nó nữa khó recipe đó nó mà giờ xin nên nhận nó hẹn chỉ thầu cứ là uống khó recipe đó nó chỉ bé chỉ tin nên cứ nhận là nó cái chì ở đầu đuôi nó cái bùa là giờ bé cho video nó bắt đầu cái thế thầu cái này subscribe cho bé khó chạy nào thế này lúc trước đó nói thầu thì bé mua video tự chia có thể li báo thiết thọ này lấy thiết thì bé cho cái tay phong dịch sẽ được báo chọn cái chi là nó chỉ chỉ chọn cái chỉ cho tờ thế cho bớt xa xí xèo ok cái chi nữ tờ đua liên cái thiên cái bùa chỉ bây giờ chủ tao hầu còn để nữ thế li mua giống nó giờ có mua lưu ip pa chỉ có chỉ lưu lo công để nó là hầu nữ thế li ở nhiều sai mình gì cháu tao đu khía khâu thiên long xì lưu giờ có chỉ mua cho tao đu xí loại riêng tao là ta liên đợi chị trông chị thía trông nắm bà cháu đây có nhá kia chẳng gai xứ hầu chẳng gây chuyện đời nó li nên gỗ phén xì hay pressure có cho ba tờ lo tao có chia lúc lo cấu nó cho nữ ba tờ lo tao tí dạng gầu thiết giờ có chỉ mua lúc lo cấu đời nó chỉ cho hầu học phải chú lo tao tí dạng gầu giờ xì xì hàng đầy nên gì chứ giờ xì ở lúc hậu bầu đò mua lại li co nhẹ xì kỳ thiết đòn rúa cho cô chọn ghost pepper đờ nó là do cô chọn mấy đờ nó mà pít pít chọn gai chín đờ nó cơ li cho giờ cô chọn đờ nó mà cá cơ li nữa giờ để cái nó tồn chỉ cô giờ xí mình chỉ chọn món khía đa là do chọn món turmeric đờ nó có chọn gai đa rừng gốc cho mong khá mình đã nói nếu muốn chỉ cá bé nuôi thì sẽ cho nó đau hẹn họ ở họ mong cô giáo đã nói chỉ ý họ sẽ là tao cho mong cô giáo đã nói về cuộc sống đâu cho họ cho mong khía đa là do turmeric thía cho khả mình đã nói về cuộc sống li in cha teaspoon chứ cho mẹ mẹ uống đây nhà cơ nhà họ thường là cái mà trong gì đầu chẳng cái chi uống hậu tỏ lúc ip pot uống mua lợi cho lo ký xem cho họ bầu đòn đã nói đó thiết sĩ do hai tia chi cái giả thì chỉ có mà ly trông gì giờ chẳng cái của chị sĩ mình chỉ quan cái chi là yêu cho chẳng cái đàn nó chỉ ý bia cả chẳng cái chi đàn nó thở cho chợ không trâu chị nó tao lận cá hệ ly nó ở bên sẽ đầu họ muốn nó thiệt.